quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường của bản tin FPNC tối nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ và quan điểm đến từ chị Lê Nguyệt Ánh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán ACB. Vâng, thưa chị, ngày hôm nay lại là một phiên giảm của thị trường, dù giảm không sâu nhưng mà thanh khoản rất thấp, chỉ khoảng 2.400 tỷ đồng. Vậy theo quan điểm cá nhân của chị thì chị đánh giá rằng là có phải là tiền đòn bẩy đã rút ra phần lớn cho nên là thanh khoản mới như thế đúng không ạ? Thực ra thì theo dõi từ phía bên ACBS á, thì dư nợ margin của khách hàng vẫn luôn khá ổn định trong giai đoạn vừa qua, nên rằng là cái lý luận rằng là tiền đòn bẩy rút ra nó không có cơ sở, thực sự không có cơ sở lắm. Tất nhiên rằng là vào trong thời giai đoạn vừa qua thì dòng tiền của khối ngoại vào thị trường khá ổn định, nên nó cũng đã thay một phần cái dòng tiền đòn bẩy vốn ít ổn định hơn, nên nhìn chung đây cũng là tín hiệu tốt chứ không phải là tín hiệu xấu đối với thị trường. Vâng, VN thì đã để mất mốc 650 điểm. Diễn biến này thì phần nào bị chi phối bởi những cái yếu tố khách quan mà chúng ta đã thấy trong thời gian qua, chẳng hạn như là PMI tháng 7 giảm tốc sau 8 tháng tăng liên tục, hay là vụ vừa rồi gần đây nhất là tin tặc tấn công vào hệ thống check-in của hai sân bay lớn của Việt Nam, đó chính là Nội Bài và Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là nhiều sự kiện khác nữa. Thì không biết là quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? Thực ra thì các sự kiện mà Minh Vy có đề cập á, thì cũng không tác động lớn lắm đến tâm lý nhà đầu tư trong buổi sáng ngày hôm nay. Tại vì nói cho cùng thì Vietnam Airlines thì họ cũng không có niềm yết. Vâng. Và cái thông tin của PMI thì là nó cũng chỉ là giảm tốc, chứ cũng không phải rằng là cái tín hiệu là xấu hẳn khi mà PMI xuống dưới 50. Tuy nhiên rằng á, là cái thông tin mà vẫn đang ám ảnh thị trường trong giai đoạn gần đây liên quan đến vụ xử của ngân hàng xây dựng, và đặc biệt là trong cuối tuần vừa qua thì có thông tin liên quan đến việc là khởi tố nguyên tổng giám đốc của Navibank. Thì thông thường khi mà ngân hàng có các cái vụ khởi tố có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng thì diễn biến thị trường bao giờ cũng tương đối là thận trọng hơn. Vâng, và nhà đầu tư ngoại thì cũng có một cái phiên giao dịch khá là dè dặt, đơn cử như là bán ròng 10 tỷ ở HOSE và mua ròng khoảng 22 tỷ ở sàn Hà Nội. Có lẽ là cái sự co cụm của nhà đầu tư ngoại cũng là do yếu tố tâm lý không mấy tích cực với thị trường nói chung. Thực ra thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì khối ngoại bán ròng là chủ yếu tập trung ở cổ phiếu Vinamilk, tức là cái giá trị bán ròng tại riêng cổ phiếu Vinamilk phải lên đến khoảng gần 100, hơn 100 tỷ. Vâng. Do vậy nên rằng là khi mà toàn thị trường bán ròng 10 tỷ có nghĩa rằng là các nhà đầu tư ngoại vẫn đang giải ngân mua các cổ phiếu khác. Cái việc bán ròng của cổ phiếu Vinamilk thì chủ yếu là do cái xu hướng giao dịch khi mà tin ra thì bán, tại vì trong cuối tuần vừa rồi là Vinamilk ra cái kết quả kinh doanh quý 2 của mình rất là ấn tượng. Vâng. Tuy nhiên rằng là về riêng với cổ phiếu Vinamilk thì bên anh vẫn giữ cái triển vọng khá là lạc quan, khi mà bên anh vẫn tin là các nhà đầu tư lớn hơn, ví dụ như là các quỹ ETF và các cái P-note, cái dòng tiền từ P-note sẽ sớm tìm đến Vinamilk sau khi mà cổ phiếu này đã được mở room. Và ngoài ra thì cái thông tin về cái việc là cổ phiếu Vinamilk sẽ phát hành cổ phiếu thưởng trong giai đoạn tới, nhiều khả năng cũng sẽ hỗ trợ cổ phiếu này. Do vậy nên là bên anh coi cái việc mà khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay là cái diễn biến đơn lẻ và có thể là không kéo dài. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị quay trở lại với bản tin FPNC tối nay ngày 1 tháng 8 năm 2016. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại bản tin tối nay, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút để chúng ta có thể điểm lại những thông tin nổi bật. Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy tỷ lệ chậm hủy chuyến bay nội địa 6 tháng đầu năm nay lại tăng trở lại. Nguyên nhân gây ra tình trạng chậm hủy chuyến của các hãng hàng không đưa ra vẫn là do thời tiết, kỹ thuật máy bay, ách tắc của cơ sở hạ tầng, tắc nghẽn không lưu. Để giải quyết việc quá tải của sân bay, Cục Hàng không Việt Nam đang tính toán để giảm số chuyến bay cất hạ cánh vào giờ cao điểm, đồng thời tiếp tục kiến nghị Bộ Quốc phòng bàn giao 30 hectare đất quân sự hoặc xã hội hóa để xây dựng nhà ga hành khách, mở rộng sân đổ. Trong báo cáo vừa trình chính phủ vào cuối tháng 7, Bộ Tài chính đã đề nghị xóa hơn 8.000 tỷ đồng tiền nợ thuế, nợ phạt, tiền phạt chậm nộp của doanh nghiệp. Mặc dù nhiều người nộp thuế đã tuân thủ pháp luật nhưng do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan nên vẫn còn nợ tiền chậm nộp. Số nợ tiền chậm nộp này hạch toán vào thu nhập sau thuế, thu nhập doanh nghiệp khiến doanh nghiệp chịu lỗ kéo dài, ăn vào vốn dẫn đến giải thể phá sản. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ tiền thuế do doanh nghiệp nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản trước ngày 1 tháng 1 năm 2014. Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm dự án bất động sản đang triển khai nhưng chỉ có 77 dự án bị xướng tên trong danh sách đang thế chấp ngân hàng do Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh mới công bố. Đáng ngạc nhiên là danh sách mà Sở Xây dựng cho biết trước đó chỉ nói đến 36 dự án đang thế chấp ngân hàng, nhưng cuối cùng khi Sở Tài nguyên Môi trường công bố lại thành 77 dự án.
Lý giải cho thắc mắc đó, đại diện văn phòng đăng ký đất đai cho rằng thực tế quản lý của cơ quan này cho thấy có nhiều dự án khác cũng trong diện bị thế chấp nên đưa vào luôn, và cũng để thuận tiện cho sở xây dựng khi chuẩn bị rà soát các dự án nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Yuriko Koike trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Tokyo sau khi cuộc bầu cử thị trưởng Tokyo kết thúc vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 7. Sau 2 tuần vận động tranh cử và vượt qua 21 ứng cử viên khác, bà Koike, năm nay 64 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Môi trường, đã trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Tokyo. Tân thị trưởng Tokyo đã tự ví mình là Hillary Clinton của Nhật Bản và từng được coi là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí nữ thủ tướng đầu tiên của nước này. Chính quyền Liên bang Mỹ đang vào cuộc điều tra tai nạn cháy khinh khí cầu xảy ra vừa qua tại bang Texas, Mỹ, khiến cho ít nhất 16 người thiệt mạng. Hiện trường vụ cháy khinh khí cầu xảy ra tại một bãi cỏ nằm cách miền nam Austin, bang Texas 48 cây số. Trước đây đã có 60 vụ cháy nổ khinh khí cầu ở Mỹ kể từ năm 2011 khiến 7 người thiệt mạng. Các nhà chức trách hiện vẫn chưa công bố tên của các nạn nhân trong vụ tai nạn. Việc liên hệ với công ty vận hành khinh khí cầu này cũng thất bại. Vâng, thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng khép lại bản tin FPNC tối nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại các video của chương trình cũng như cập nhật thêm những thông tin cần thiết. Hãy truy cập ngay vào website của chúng tôi ngay tại địa chỉ fpnc.vn. Còn bây giờ Minh Phi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.